Thưa quý vị, sau khi trải qua hai đợt dịch bệnh COVID-19, đến nay người dân thành phố Đà Nẵng luôn trong tâm thế chủ động phòng chống dịch mọi lúc mọi nơi. Đối với người dân thành phố, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi đi ra ngoài đường là điều nên làm và bây giờ đã trở thành nếp sống hàng ngày của mỗi người. Nhiều người dân chia sẻ phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Cứ đảm bảo an toàn cho bản thân trước thì mới có thể đảm bảo cho người thân, gia đình vì dịch sẽ xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào. Tại vì cái dịch mà mình đâu không thể nào chủ quan được, chính vì vậy mà chúng ta cũng nên thực hiện cái đeo khẩu trang thường xuyên. Đó là cho mình có một cái thói quen tốt và rửa tay thường xuyên, cũng như cái giãn cách cũng không nên tập trung quá đông người. Tại vì đó là mình cũng bảo vệ cho cái bản thân mình cũng như là cộng đồng của xã hội của thành phố Đà Nẵng của chúng ta để góp phần mà tránh cái dịch bệnh nó sẽ quay trở lại. Còn nhiều người tuổi cao đã về hưu, thường xuyên ở nhà thì mỗi ngày vẫn vệ sinh nhà cửa kỹ càng. Bà Dương Thị Cúc trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu cho biết, ngoài việc phòng dịch ngoài đường thì trong nhà cũng quan trọng không kém. Từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19, bà Cúc đã tạo thói quen vệ sinh nhà cửa, nhất là các bề mặt tiếp xúc vật dụng cầm tay, nắm. Vì con cháu ra ngoài đường, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nhiều vật rất nguy hiểm. Vấn đề chống dịch thì tôi nghĩ rằng là không phải một sớm một chiều, không phải nay mai, nhưng mà chúng ta phải nói giống như là mọi người, tức là chống dịch luôn luôn trong tinh thần là chống dịch và không bao giờ sao nhãng cái việc chống dịch. Bởi vì chúng ta không biết là vì dịch thì vô hình mà chúng ta thì hiện hữu. Do đó là tôi nghĩ rằng cái tinh thần chống dịch phải luôn luôn ở trong chúng ta. Đà Nẵng hiện vẫn có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh. Ngoài sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo quản lý của thành phố, thì việc người dân chủ động phòng chống dịch mọi lúc mọi nơi là yếu tố rất quan trọng, giúp thành phố ngăn ngừa dịch bùng phát trở lại.